Em không gặp được đâu. Nhưng mà trông mặt anh ấy tội nghiệp lắm. Vết thương ở trên đầu, chị nghe nói là hôn mê mất mấy ngày mới tỉnh đấy. Trời ơi, anh ấy có sao không hả chị? Chị cũng không rõ nữa. Nhưng trông mặt mũi tội nghiệp lắm. Này, hay là em ra gặp anh ấy nói vài câu thôi. Anh ấy bảo là không gặp em là không về đâu. Không được mà chị. Bố em mà biết thì giết em chết mất. Em xin chị, chị ra chị bảo với anh ấy là em không muốn gặp nhá. Em xin chị đấy. Im đi, làm đi. Trốn tránh như vậy không phải là cách tốt đâu. Em làm người ta đau khổ, em cũng đâu có vui sướng gì. Em nên gặp Huy thẳng thắn, nói rõ mọi chuyện đi. Này, anh cứ tưởng là không còn được gặp em nữa. Anh bị làm sao vậy? Anh bị đau ở đâu thế? Anh suốt ngày nhớ đến em, chẳng làm được gì cả. Hôm ấy sửa mãi, anh không tập trung nên bị tai nạn. Anh bị hôn mê mất 2 ngày. Ai cũng nghĩ là anh không qua khỏi. Sao lại đến tận nông nỗi này hả anh? Mà lúc đấy anh chỉ mong mình không thức dậy nữa, vì anh sợ đối diện với thực tế là không có em. Mà em có biết là cuộc sống của em quan trọng với anh như thế nào không? Em xin anh, anh đừng nói như thế. Em cũng khổ tâm lắm. Anh cũng suy nghĩ nhiều rồi. Anh cũng muốn ra đi để cho em đừng khổ tâm nữa, nhưng mà anh không làm được. Sống thiếu em được. Em cũng yêu anh, nhưng em còn gia đình, còn bố mẹ. Nếu mà em đến với anh thì bố mẹ cầm cự em mất. Nhưng còn tình yêu, còn tương lai của chúng ta thì sao?
sao em không cùng anh nghĩ ra cách gì để bố mẹ chấp nhận chuyện chúng mình? Ngọc, anh không để mất em đâu. Đừng xa nhau mà tội nghiệp anh lắm nhá. Em, hay chúng mình cứ đi đăng ký rồi tổ chức đám cưới. Chuyện đã rồi, bố mẹ không làm được gì mình đâu. Chào bác ạ. Đây, nhà cháu vừa mới tát ao, có con cá bị bắt nhắm rượu ạ. Con cá to quá nhỉ. Nhà cháu khách sáo quá, ngày nào cũng cho quà như thế này. Bác lấy gì mà đền đáp? Bác mới khách sáo đấy ạ. Hai nhà bây giờ sắp thành làm một rồi. Mà xe bị làm sao vậy ạ? Xe nó bị xịt lốp, bác định vá đấy mà. Thôi bác cứ đi làm cá đi, để đấy cho vá cho. Em lên ủy ban làm gì? Hôm nay em sẽ đăng ký kết hôn chị ạ. À, kết hôn á? Chị nói nhỏ thôi. Thế anh Huy đâu? Anh Huy đang ở trong đó trước rồi chị ạ. Em cùng đường lắm nên mới làm liệu thế này. Chị cũng biết em và anh Huy yêu nhau như thế nào. Nếu phải chia tay chắc thì em không sống được chị ạ. Nhưng mà làm thế nhỡ bố em biết thì... Em biết bố em giận lắm, nhưng anh Huy bảo không còn cách nào khác chị à. Thà để bố giận lúc đầu rồi hai đứa cố gắng làm ăn tận tiện rồi báo hiếu bố mẹ sau. Từ từ chắc bố mẹ em cũng tha thứ. Nếu hai người đã quyết như thế thì chị chỉ biết giúp hết sức mình, hy vọng là mọi chuyện suôn sẻ. Vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chuyện này em tuyệt đối giữ bí mật, ngoài chị và mấy người bạn của anh Huy ra không ai biết gì đâu ạ. Nhưng sao chị cứ thấy lo lo ấy? Em biết làm thế này là có lỗi với bố mẹ, với bác Xuân và cả Dương nữa. Nhưng em không thể bỏ mặc anh Huy. Anh ấy đã bị một lần tai nạn suýt chết vì em. Em không muốn anh ấy phải khổ thêm bất kỳ chuyện gì chỉ vì chúng em chia tay. Để bảo vệ tình yêu đôi khi cũng cần phải mạo hiểm. Cứng rắn lên em ạ. Thôi em vào đi. Dạ. Có việc gì mà mình gọi em về gấp thế ạ? Thì còn việc gì nữa? Thì ra con quỷ cái nó âm mưu từ trước hả? Nó ngon ngọt với tôi để tôi cho nó đi. Bây giờ nó đang chuẩn bị đám cưới với thằng ôn vật ở trên kia kìa. Mình vừa nói cái gì? Mình có nhầm hay không hả? Con Ngọc đâu phải là đứa không biết nghe lời đâu. Nó là cái đứa gì thì lên trên đấy sẽ biết. Chính chú thằng Dương đã điện cho tôi mà nhầm được hả? Đi, thay quần áo rồi đi theo tôi. Cô dâu xinh rồi. Từ ngày hôm nay em sẽ là vợ người ta. Từ bây giờ em phải sống hạnh phúc nhé. Vâng ạ. Anh cảm ơn Hương nhiều lắm. Không có gì. Cô dâu chú rể đã chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ khách đến rồi đấy. Dạ, kính thưa các bác, anh, các chị và các bạn. Hôm nay ta đến đây là để chứng kiến lễ thành hôn của chú rể Xuân Huy và cô dâu Bích Ngọc. Xin một tràng pháo tay chúc mừng. Kính thưa các cô, các bác, các anh, các chị và các bạn. Sau một thời gian tìm hiểu, hôm nay hai bạn đã tiến tới hôn nhân. Và thay mặt cho quan viên hai họ, xin được chúc cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc, sống với nhau đến đầu bạc răng long, con cái đầy đàn. Xin một tràng pháo tay. Chị
chết với tao. Mày muốn roi chất chấu vào mặt tao. Anh Huy, anh Huy, bố mẹ Ngọc đến, nhìn mặt họ giận dữ kinh lắm. Anh ơi, làm sao bây giờ? Em bình tĩnh đi, ở đây còn có anh, còn có mọi người nữa mà. Cái gì cũng phải từ từ như mình. Ngọc cứ bình tĩnh đi, bình tĩnh như mình nhá. Chắc là bố mẹ sẽ suy nghĩ lại. Em xin mình. Dạ. Bác Ngọc, ra đây bố bảo. Chắc bố em hết giận rồi, em xuống với bố đi. Vâng, con Ngọc đây, con xin lỗi bố ạ. Anh Huy, xuống đây. Ngọc, anh chị, tôi không ngờ có sự cố này. Này, tất cả các chị thấy đây, con gái tôi nó tí tuổi đầu, thế mà cái nhà anh kia hả, dụ dỗ nó, bỏ cha bỏ mẹ, hả, cái bố cái mẹ, bỏ nhà bỏ cửa, đi đến đây, cưới chui cưới lùi, làm nhục tổ tông, ngươi hả, ngươi bảo mẹ. Mình ơi, xin mình, ở đây còn có khách khứa nữa, mình ơi. Cưới à? Mình ơi. Này, cưới này. Trời ơi. Cưới à? Em xin mình đây. Cưới gì vậy? Mình ơi, bình tĩnh. Cưới cái gì? Cưới à? Còn bà nó lấy cái thằng bằng bố nó, bà không sợ cưới cái kìa. Cưới. Anh Huy đưa Ngọc đi đi. Chuyện ở đây để mọi người lo. Cưới, nhanh lên. Mất dậy. Hả? Lắm mùa. Cưới gì vậy? Đi bố mẹ. Anh cái đám cưới để ra. Xin về. Mình phải như thế. Cưới gì? Thả cho mình đâu. Nhanh lên. Đi lên. Bà Ngọc, đứng lại. Đến nước này mà mày còn muốn bỏ theo tay hả? Đi ra. Hôm nay tao phải dạy rõ lại mày. Tao ngồi dạy bạch tốn bao công sức Ngọc mà mày chưa học thế hả? Đúng vẫn dạy. Cậu Huy, nếu cậu còn yêu thương con Ngọc thì để bố nó dạy nó. Cậu buông thả con tôi ra. Ngọc. Huy, Huy, anh đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Các cụ đang nóng đấy. Ôi, con xin bố. Vào đây, chốt cửa lại. Bố ơi, con xin bố mà, bố tha cho con đi. Mày chết rồi, như vậy sẽ không ổn. Mày nói đi, mày có chịu bỏ nó không? Mẹ ơi, Ngọc, mày cứ thương mẹ đi, bỏ nó. Xin lỗi bố, sẽ dọn đồ đạc về nhà ngay với bố mẹ bây giờ. Bố ơi, con xin bố, con không thể bỏ chồng con bố ơi. Chồng à? Này thì trông này, em xin, sẽ dạy mày, trông này, trông này, đánh mày, từ bỏ cái thói quen ra, hả? Hai đứa mày đã làm cái gì rồi, hả? Mày lại giấu tao, mày lại giấu tao, hả? Ra! Hình như là ông mày đánh con bé dữ lắm. Không, bây giờ mày gõ cửa, ông mày còn đánh con bé dữ hơn đấy. Vậy làm sao bây giờ? Tao đánh cho mày chết luôn đi, tao không có đứa con cho mày nữa. Mình ơi, em xin, mình tha cho con đi. Hả? Mình đánh con thế thì con chết mất. Mình cứ từ từ dạy con mình ơi. Mở ra. Mở ra. Mở cửa đi. Chết rồi. Đi. Mày. Ông định giết con bé thật à? Mày nhìn cái gì? Không chị nó mà tao còn giết cả mày. Thằng khốn nạn. Ngọc ơi. Ngọc. Sao? Ngọc, Ngọc ơi. Vâng. Đi vậy. Ngọc ơi. Ngọc. Phải đưa con bé đi chạm xá ngay thôi. Ngọc ơi. Cảm nhận quá. Ông ta không phải là người nữa. Thôi đi về đi. Mày hả chú mày? Suốt ngày chống đối ông. Cho chúng mày chết. Mẹ nó đâu? Mẹ nó đâu hả? Em đây. Em đây ạ? Mình gọi em ạ? Thấy tao không có nhà, lại trốn đi ngồi lê đôi mách hả? Dạ, không phải đâu ạ. Em nấu cơm ở trong bếp mà mình. Nấu cơm? Nấu cơm sao tao về không biết? Mẹ con mày liệu hồn đấy. Hồn hồn thì sống cho đàng hoàng, không thì cút xéo theo Ngọc ngay cho tao. Vâng, em biết rồi, em xin lỗi mình.
Mình cứ ngồi nghỉ, em pha cho mình cốc nước chanh ạ. Liệu hồn đấy, mẹ con mày là cùng một ruột. Cú lão, sao hồi này bố hay uống rượu thế hả mẹ? Con sợ lắm. Bố sĩ diện ấy mà. Tại bố không ép chị Ngọc theo ý của bố được. Không sao đâu con, rồi sẽ qua thôi. Lớn lên, con trai của mẹ đừng như thế nhá. Vâng, con không thế đâu. Con không làm mẹ buồn đâu. Em lại đau à? Anh đã nói để đó anh làm cho mà không nghe. Em không sao mà. Lại còn không sao nữa. Bác sĩ nói là em phải nghỉ ngơi cả tháng đấy. Nếu mọi người không vào kịp, chắc ông ta đánh em đến chết mất. Thật tình, anh chưa bao giờ nhìn thấy loại người nào tàn ác như vậy. Thôi mà anh, lỗi cũng tại em cả. Em còn đau lắm không? Em cũng đỡ rồi, chỉ hơi choáng thôi anh ạ. Tội nghiệp em. Mấy hôm rồi nhìn em không ra hồn người. Ngày mai anh đi công tác, để em ở nhà một mình thế này anh lo lắm. Em ở đây quen rồi, anh không cần phải lo cho em. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe là được nhá. Liệu ông ấy có lên nữa không em? Anh không có ở nhà. Lỡ mà... Bố em nói không bao giờ bố muốn nhìn mặt em nữa cơ. Thôi, em cũng đừng buồn nữa. Chỉ cần có anh, anh sẽ che chở cho em. Đâu. Thế mà cái nhà anh kia hả? Dụ dỗ nó, bỏ cha bỏ mẹ, hả? Cái bố cái mẹ, bỏ nhà bỏ cửa. Bác ơi, đây, xin mình. Cưới chui cưới lùi. Ở đây còn có khách thừa nữa mình ơi. Cưới hả? Cưới, kìa, mình cưới ơi, bỏ mẹ cho bao nhiêu lạ như vậy mà mình ơi, em xin mình. Cưới cái gì? Mình. Cưới hả? Cần phải nó lấy cái thằng bằng bố đâu mà không sợ. Cưới cái kìa. Đi đi, chuyện ở đây để mọi người lo. Ừ, đồ mất dậy, hả? Đi, luôn. Cưới xin gì? Cưới xin gì? Đi em. Bây giờ để phải đi. Mình, Ngọc, đi ra. Bố, bố ơi, con xin bố vào mà, tha cho con chốt đi. Cửa lại. Này thì trông này, con sẽ dạy mày. Trông này, trông này. Hai đứa mày đã làm cái gì rồi, hả? Mày lại giấu tao, mày lại giấu tao, hả? Thôi mà. Ra. Mẹ. Con xin lỗi bố mẹ. Ngọc, này, ăn đi cho nóng. Ốc om chuối đậu, chị nấu ngon cực đấy. Ngày nào chị cũng phải mang thức ăn sang như vậy, em thấy ngại quá. Ngại cái gì mà ngại? Ngại thì ăn nhiều vào cho chóng khỏe, nhá. Vâng, em biết rồi. Em tính nghỉ nốt hôm nay, rồi ngày mai bắt đầu sang xưởng làm lại rồi chị ạ.
Không được, bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi một tháng cơ mà. Cứ nghỉ ở nhà đi cho khỏe. Sang xưởng còn có mọi người, chứ ở nhà lủi thủi một mình cũng buồn. Mà em cũng nghỉ cả tuần nay rồi còn gì. Thôi, thì tùy em vậy. Nếu em muốn thì cứ đi làm. Nhưng làm cái gì nhẹ nhẹ thôi. Em phải lo cho cái thân mình. Chứ hôm nhìn thấy em bị đánh, mọi người ai cũng nghĩ là em... Em thấy có lỗi với bố mẹ, mà không dám về nhận tội. Ôi, không được đâu. Em mà về bây giờ là ông ấy cạo đầu em đấy. Mà mới cưới đã xảy ra đủ thứ chuyện. Đã thế, anh Huy còn đi công tác nữa. Chắc em buồn lắm mà. Anh Huy bất đắc dĩ lắm mới phải đi chị ạ. Chứ cũng không nỡ bọn em ở nhà. Em chỉ lo mẹ em ở nhà để bị bố em hành hạ. Thấy anh Huy thương em hết lòng, mọi người cũng mừng. May mà em gặp được người tốt, sau này đỡ khổ em ạ. Còn chuyện ở nhà, chị nghĩ chắc cũng không sao đâu. Vâng, em cũng mong được như thế. Thôi, chị đi về nhà đây. Còn cơm nước ở nhà nữa em ạ. Mà này, em phải nghe lời chị. Yên tâm mà tĩnh dưỡng, không được suy nghĩ nhiều. Nếu nhớ chồng, thì cũng nhớ vừa vừa thôi. Không lại heo hắt da đấy. Em không nhớ đến heo hắt da đâu. Anh Huy chắc cũng gửi thư về liên tục cho mà xem. Vâng, tôi biết vợ chồng anh chị tình cảm. Chị về nhá. Vâng. Mẹ cả ơi, cho anh về. Mẹ, con về thăm mẹ đây. Nhất, cầm cái này xuống cho mẹ Vân. Để mẹ Vân nấu cho mà ăn. Vân ạ. Mẹ. Con Ngọc nó... Con vừa về, chưa nhắc gì đến con, đã nhắc tới cái Ngọc. Mẹ, con có tin vui cho mẹ Xuân sinh tươi đây. Sinh tươi bố cổ ấy, đi cứ biển biệt mãi. Con sắp lấy chồng. Chồng con ở Hà Nội nhá. Ôi, trời đất phù hộ. Tôi còn sống để dự đám cưới của con gái. Đám cưới của con Ngọc coi như hỏng rồi. Khổ thân con bé, giờ bị cấm cửa về cái nhà này. Hỏng cái gì mà hỏng hả mẹ? Vợ chồng nó sống hạnh phúc lắm. Con vẫn hỏi thăm tình hình của em. Chuyện cụ thể như thế nào? Nói cho mẹ nghe. Mẹ không muốn con nói về chàng rể của mẹ. Lại thích nghe con nói về chuyện của cái Ngọc. Mẹ muốn nghe chuyện của cả hai đứa. Mẹ thương cái Ngọc là vì... trong ngày cưới của nó, nghe đâu nó bị bố mày đánh cho gần chết. Mà em nó cũng làm sao ấy. Chỗ chú Dương đàng hoàng tử tế, lại đi đánh tháo, lấy ông ca sĩ huyện. Chả biết có tử tế hay không. Vậy chàng rể tương lai của mẹ như thế nào? Anh ấy là kỹ sư. Anh ấy tốt với con lắm mẹ. Từ sáng đến giờ không thấy nó năng gì. Nhớ chồng phải không? Cuối tuần này anh Huy về rồi thầy ạ. Em hài lòng với những gì mình đã chọn chứ? Vâng. Này, em có thư đấy. Gớm, mới đi được có mấy hôm mà thư từ đã tới tấp rồi. Em cảm ơn chị. Không có gì. Em chào thầy ạ. Chào em. Vợ yêu của anh, thật chẳng có gì khổ sở bằng nỗi nhớ thương em. Nó dày vò anh đến mức anh chỉ muốn bỏ lại tất cả để chạy về với em, cho dù anh mới chỉ đi được mấy ngày. Em có nhớ anh nhiều không vợ thương yêu? Hãy nói là không có một giây phút nào em không nghĩ đến anh và chỉ mình anh thôi nhé. Em nhớ anh thật nhiều để mạnh khỏe, xinh đẹp.
làm việc ít thôi và nhớ ngủ sớm em nhé. Anh thương em, ước gì có thể ở bên cạnh em mỗi ngày, ôm em ngủ mỗi đêm, nhìn em mỉm cười mỗi buổi sáng. Này Ngọc. Vâng. Có người tìm em kìa. Dương. Dương biết chuyện, nhưng Dương không dám đến thăm Ngọc. Dương không ngờ bác Hưng ác đến như thế. Dương xin lỗi vì Dương đã gây ra chuyện, khiến Ngọc phải đau khổ. Không phải lỗi của Dương đâu. Dương đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tại mình quá ích kỷ, cứ nghĩ làm vậy là sẽ có được Ngọc. Dương hối hận lắm. Thôi, chuyện đã qua rồi. Ngọc cũng xin lỗi Dương vì đã không... Lỗi gì đâu. Chắc tại hai đứa mình không có duyên số. Mà Ngọc sống có hạnh phúc không? Anh Huy tốt lắm. Vậy thì Dương yên tâm rồi. Dương đến đây để báo cho Ngọc biết. Mai Dương vào Nam. Dương vào Nam làm gì? Thế có lâu không? Dương vào phụ việc cho phòng tranh của ông chú. Nhưng cũng không biết khi nào mới về. Sao hồi trước Dương bảo Dương sẽ không đi đâu cơ mà. Ngày trước khác. Bây giờ mọi việc đã thay đổi. Mà Ngọc cũng đâu có về quê, phải không? Ừ. Bố mẹ giận. Ngọc không biết tới khi nào mới được về thăm nhà đây. Ngọc cứ để thời gian nguôi ngoai, rồi Ngọc sẽ đi về xin lỗi hai bác. Bố mẹ đâu có giận con cái mãi được. Ừ. Mà Dương đi lần này, không biết đến khi nào bọn mình mới gặp lại nhau. Miễn sao Ngọc sống được hạnh phúc là Dương vui rồi. Không được gặp Ngọc, Dương vẫn mãi nhớ về Ngọc. Thôi, Dương về đây để chuẩn bị hành lý. À Dương này, vậy bây giờ Dương ghé nhà Ngọc một tí được không? Ngọc có ít quà gửi về cho gia đình. Nhưng xin Dương đừng để bố Ngọc biết nhé. Dương đưa tận tay hộ cha mẹ Ngọc. Dương ngồi đi. Ừ. Dương cầm về đưa hộ mẹ Ngọc nhé. Có ít đường và sữa. Ngọc ở lại vui vẻ nhé. Dương đi đây. Thôi, em cũng đừng buồn nữa. Chỉ cần có anh sẽ che chở cho em. Làm việc ít thôi và nhớ ngủ sớm em nhé. Anh thương em, ước gì có thể ở bên cạnh em mỗi ngày, ôm em ngủ mỗi đêm, nhìn em mỉm cười mỗi buổi sáng. Em vẽ như thế này thì hơi đậm. Em nên giảm màu lại một chút thì trông sẽ dễ nhìn hơn, hiểu chưa? Em thông minh lắm đấy.
Tèn 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 tèn. À, anh, sao anh nói ngày mai mới về mà? Thấy nhớ em quá, không chịu được nên trốn về đây này. Thôi, Ngọc về trước đi. Ưu tiên đặc biệt đấy nha. Phải đấy. Giờ Ngọc làm việc được cứ chặt đầu tôi đi. May ngày mai là cuối tuần, không thì có người không làm việc được đâu. Anh cứ toàn trêu em ấy. Anh cầm chìa khóa về trước đi. Em vẽ xong bức này rồi em sẽ về sau nhé. Ừ, anh về nấu cơm trước nhé. Ừ. Chào mọi người, tôi về trước. Ừ, về nhé. Nhất cô Ngọc rồi nhá. Ây chà, ngon quá. Anh ăn đi. Cơm vợ nấu là ngon nhất đấy. Em ăn đi. Em đang nghĩ gì thế? Mẹ em thích ăn thịt gà lắm. Nhưng chẳng có lúc nào dám ăn cả. Lúc nào mẹ cũng nhường cho bố con em. Đang vui. Em nhắc chuyện đấy làm gì? Thôi, em ăn đi. Ăn xong mình còn... Anh à, cuối tuần này mình về thăm nhà được không? Em chỉ sợ bố lại làm khổ mẹ vì chuyện của chúng mình. Em muốn bị ông ấy đánh chết à? Thôi, cứ để từ từ đi. Để ông ấy nguôi giận rồi hẵng hay. Anh ăn thêm đi. Cái hay của sơn mài là không gian lặn vào trong rất sâu. Cái hay của người họa sĩ là dùng sắc độ để tạo sự nông sâu trên bề mặt sơn mài. Em đã vẽ được cái đẹp của bề mặt. Bây giờ em phải nghiên cứu kỹ để đi vào chiều sâu. Em cố gắng lên nhé. Dạ vâng. Đặc biệt, mỗi một nét vẽ em phải thể hiện tình cảm vào trong đó. Dạ vâng. Muốn có được một bức vẽ có chiều sâu, em phải truyền vào nó một cảm xúc cần thiết. Những rung động đến mức không thể phân biệt được giữa người và tranh, giữa hiện thực và những thứ đang vẽ ra. Dạ, chắc là khó lắm. Em chưa làm được đâu thầy ạ. Em phải có khát vọng chứ. Vâng ạ. À, lâu rồi em có tin gì ở nhà không? Và bố mẹ còn giận em không? Bố em còn giận lắm. Em có hỏi thăm người quen. Họ nói bố em hay uống rượu say rồi chửi mắng mẹ em. Bố em cũng vì kỳ vọng vào em mà thế. Thôi, thì cũng trông chờ vào cụ nguôi ngoai. Rồi hai vợ chồng dắt nhau về mà xin ông tha thứ. Vâng, em cũng tính rủ anh Huy về nhà. Chứ em lo cho mẹ lắm. À, anh đến đây làm gì vậy? Anh qua đón em mà. Chào thầy ạ. Chào em. Thôi, hai vợ chồng về trước đi, thầy đi nhá. Vâng, em chào thầy ạ. Chào em. Chào thầy ạ. Hay là em chuyển qua tổ chị Hương làm đi, cho nó tiện. Tổ thầy Đức, toàn đàn ông không, bất tiện lắm. Không được đâu anh. Thầy hiệu trưởng á, đã phân em về tổ nào, thì phải học và làm việc ở tổ ấy. Mà em cũng thích tổ thầy Đức nữa, mọi người tốt lắm. Thầy Đức thì giỏi vô cùng. Em học được ở thầy nhiều điều lắm, nhất là việc yêu nghề đấy. Em không cảm thấy khó chịu à? Toàn đàn ông như thế. Rồi ạ. À.
các chú các anh ở đây coi em như là em út con cái trong nhà thôi. Không có gì đâu mà anh. Ai mà biết được. Tại vì vợ anh xinh đẹp mà. Anh, nói bậy quá. Nói nhỏ thôi, không người ta cười bây giờ. Anh nói thật đấy. Anh không thích đàn ông cứ nhìn chằm chằm vợ anh cả ngày đâu. Nghe chưa? Vâng. Vậy thì nghe lời anh đi. Em về nhà đi. Anh vừa luộc hến rồi. Rồi xong, em về nhặt ruột, nấu canh bầu. Anh qua nhà anh Toàn một chút nhé. Chị. Ừ. Chị mang chuối sang cho em. Chuối chị mới thắp hương. Ăn lấy lộc em ạ. Em cảm ơn chị nhá. Ừ. Thế chị đã nấu cơm chưa? Chị em nấu canh hến xong rồi ăn luôn nhá. Chị nấu cơm xong hết cả rồi. Mà hến nhỏ thế này nhặt đến bao giờ mới xong hả em? Ôi thôi chết. Anh Huy mua đấy chị ạ. Hến đã nhỏ mà anh ấy lại luộc không đúng cách. Bóc nó cứ khó thế nào ấy. Cứ dính cả vào. Mất thời gian thật. Em ý. Em cứ lấy nước mà nấu. Hến nhỏ như thế thì chỉ còn mỗi cái xác không thôi. Với cả, chị thấy hai vợ chồng ăn như thế là đủ rồi đấy. Vâng, để em nhặt thêm lúc nữa. Được con nào hay con nấy. Mà chồng em có ở nhà không? Anh ấy sang anh Toàn chơi rồi chị. Này, chị bảo nhá. Lạ cực. Hôm qua Huy sang nhà chị. Xong rồi lại hỏi những chuyện rất kỳ lạ. Như là lúc anh ấy đi vắng, ở nhà em có đi đâu không? Hay là có ai đến gặp em không? Rồi còn hỏi có ai đến xưởng tìm em không nữa. Thế hả chị? Ừ. Chị sợ chồng em có máu ghen. Em phải cẩn thận đấy. Chị cứ khéo lo. Em có làm gì sai trái đâu mà phải sợ. Ừ. Chị dặn không thừa đâu. Đàn ông mà có máu ghen là mệt lắm đấy. Em là phải cẩn thận nhá. Thôi, chị về đây. Vâng. Ừ. Cơm. Sao anh sang An Toàn lâu thế? Anh ăn đi. Nhà mình có giàu đâu mà suốt ngày ăn thịt gà thế. Sáng nay mình mới ăn nửa con gà. Bây giờ mình ăn nốt. Anh nhắm rượu đi. Ăn mãi rồi cũng chán. Vâng, tại em nghĩ anh thích ăn thịt gà. Mai em sẽ nấu món khác. Mua hơn con hến. Đâu hết rồi? Hến nhỏ quá. Em nhặt mãi nên đổ đi một ít. Ăn đi, nước ngọt mà. Cổ hàng phí nó vừa vừa thôi. Hến tôi mua bằng tiền, chứ không phải xúc được đâu mà đem đi đổ. Em nhận gần hết rồi mà anh. Không phải lắm lời, tôi nhìn mà không biết à. Cô muốn đổ thì đổ hết đi, tôi không ăn nữa. Không hiểu. Hình như anh có bực mình chuyện gì khác nên cố tình gây sự với em phải không? Anh cứ nói rõ ra xem nào. Đi. Ôi trời ơi, mệt thế. Nhanh đi mà con ơi. Thôi đằng nào cũng phải làm. Làm cho xong rồi còn về. Thôi đi nhanh. Này, mà tôi nói nhé, hôm qua pha màu nó ra không có ra. Mặc áo trắng thế này. Đi kìa trời ơi. Rồi tóc nó ngắn kìa. Thằng này nó đến đây mà nhìn mặt nó đần thế nhở? Có gì đâu, nó ngủ dậy đấy. Nó đi làm mấy cái lạc thang như đi chợ với đấy. Em nên ra ngoài sân dạo một lát. Vẽ tranh sơn mài là phải vẽ bằng cả cái tâm. Tâm không tĩnh thì tranh vô hồn.
Em vẽ cũng bằng thừa em ạ. Em xin lỗi thầy ạ. Anh, em lo quá, đang định đi tìm anh đây. Cô đi tìm tôi, hay là tìm thằng nào? Anh nói gì lạ vậy? Em chờ anh sốt cả ruột, anh còn không tin à? Cô mà cũng biết sốt ruột à? Tưởng cô bận nghĩ đến thằng khác ấy chứ. Anh nói rõ đi, anh buồn em chuyện gì phải không? Mấy hôm nay tôi thấy cô cứ buồn buồn. Tôi tưởng đâu là cô buồn vì nghĩ về bố mẹ cô. Vâng, anh cũng biết là em rất lo cho mẹ. Cô tưởng là qua mặt được tôi à? Cô buồn là vì thằng Dương nó đi miền Nam. Nó đến tận nhà nó từ biệt cơ mà. Cô buồn lắm chứ gì? Anh, sao tự nhiên